Mẹ Hạo Nam bất lực sau nhiều ngày, thôi khỏi vớt, không sống nổi đâu. Lực lượng cứu hộ đề nghị đưa thêm cần cẩu loại lớn vào hiện trường đẩy nhanh phương án kéo cọc bê tông nặng 20 tấn sâu 35 mét lên sau khi phương án được chốt. Theo VN Express, thông tin đưa ra tại buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp với hai bộ xây dựng, giao thông vận tải về phương án nhổ cọc bê tông ở dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, nơi bé Thái Lý Hạo Nam bị mắc kẹt. Đến nay, công tác cứu hộ ở hiện trường bước sang ngày thứ 8, nhưng kết quả chưa được mong muốn. Sau quá trình phản biện giải quyết những rủi ro, tỉnh đã thống nhất phương án nhổ cọc qua 11 bước do hai đơn vị thi công cầu đường uy tín của Việt Nam tiến hành. Cụ thể, công đoạn nhổ cọc có thêm hai ống vách đường kính 2m và 1m đóng xuống bao bọc cọc bê tông đến độ sâu 35m, tức phải khoan thêm 20m đất so với phương án gần nhất, đất xung quanh lòng vách được làm mềm và hút ra bên ngoài. Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp cho biết, phương án mới được thống nhất khi tối ưu về 3 phương diện thời gian, an toàn và tận dụng thiết bị tại chỗ. Các thiết bị mới đang vận chuyển đến công trường và sớm thực hiện các bước trong chiều nay. Ông Bảo nói và cho biết, cần thêm một cẩu 80 tấn hoặc ít nhất 50 tấn bổ sung vào công trường khi hiện tại có 2 cẩu 50 tấn và 35 tấn. Trước đó, một cẩu trọng tải khoảng 120 tấn được đề nghị đưa vào hiện trường, song lòng sông nhỏ tàu không vào được. Theo doanh nghiệp sản xuất bê tông, hiện chưa có thiết bị chuyên dụng rút cọc bê tông đã cắm sâu dưới lòng đất. Việc rút nếu bắt buộc thực hiện cần lực gấp 4 đến 5 lần so với khi đóng. Ví dụ cọc khi đóng xuống dùng lực 50 tấn thì khi nhổ lên phải sử dụng thiết bị có lực 160 đến 200 tấn. Tầng đất sâu 10 mét được chuyên gia bộ xây dựng đánh giá là đất sét pha cao lanh rất cứng, kết dính rất chặt. Đặc biệt khi gặp nước, đất sẽ giãn nở và càng thích chặt vào cọc bê tông nên phương án cứu hộ phải giải quyết được khó khăn này. Trước đó, đoàn chuyên gia Nhật cũng vào hỗ trợ, tư vấn cách nhổ cọc lên. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn được duy trì với chủ lực là công binh quân khu chính, địa phương, bộ ngành và nhà thầu dự án. Sau 5 ngày xảy ra tai nạn ít gặp, tỉnh Đồng Tháp thông tin bé Hạo Nam 10 tuổi đã tử vong sau khi nhiều cơ quan tiến hành hội chẩn dựa trên những dữ liệu được cung cấp. Việc cứu hộ hiện có ý nghĩa sớm đưa thi thể em để lo hậu sự. Lực lượng chức năng nhìn nhận thiếu kinh nghiệm, hạn chế máy móc, nhân lực khiến công tác cứu hộ nạn nhân bị kéo dài. Trước đó, sau khi đánh giá thảo luận, các chuyên gia tại hiện trường đề xuất một số phương án đưa trụ bê tông có bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp bên trong lên mặt đất. Theo đó, phương án cứu hộ giải cứu bé trai Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông tử vong được các chuyên gia đồng thuận cao nhất là sử dụng kết hợp cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất xung quanh trụ bê tông. Phương án này có thể tóm tắt như sau, cọc ván thép sẽ được đóng xung quanh trụ bê tông, tạo thành một bộ khung 4,8 x 4,8m, đất xung quanh trụ được lấy lên bằng gầu xúc. Từ đáy của tầng 1 dùng ống vách thép đường kính 1,6m đóng xuống đến khi đạt độ sâu của đáy trụ bê tông, tạm gọi là tầng 2, và sau đó đất xung quanh trụ được lấy lên bằng khoan guồng xoắn. Sau khi tiếp cận đáy trụ sẽ dùng hệ thống cáp và cần cẩu nhấc trụ bê tông lên. Như vậy, đây là phương án mới nhất để đưa bé Hạo Nam tử vong trong trụ bê tông lên mặt đất được đề xuất. Lực lượng vẫn đang nỗ lực thay đổi các phương án để có thể sớm đưa được trụ bê tông có thi thể bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp bên trong lên khỏi mặt đất.